Được biết, ruồi lính đen mang tên khoa học là Hemetia illucens, là loại côn trùng thuộc họ Trasomidae, tộc Hemetia, loài huyện illucens. Khi trưởng thành và cứng cáp, chúng có màu đen, dài từ 12-20mm và bước đầu từ trứng, ấn trùng, nhọng và ở đầu cuối lột xác thành ruồi lính đen. Quyết định từ bỏ quá trình kỹ sư về khởi nghiệp bằng việc nuôi ruồi lính đen loại côn trùng khiến cho nhiều người khi thấy đã muốn tránh xa, nhưng anh Nguyễn Chí Cảnh, 28 tuổi, đã xuất sắc nghiệp khoa xây dựng của Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn đưa ra quyết định bước đi vào vì đam mê nông nghiệp. Anh Nguyễn Chí Cảnh đã từ bỏ nghề kỹ sư xây dựng về quê khởi nghiệp bằng mô hình nuôi ruồi lính đen. Sau khi ra trường, anh Cảnh bước đầu làm ở những công trình xây dựng với vị trí kỹ sư được khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, cảm thấy chán nản và không tương xứng với môi trường xung quanh đó nên đã nghỉ. Kể về cơ duyên với nghề nuôi ruồi hiện tại, anh Cảnh cho biết, sau thời điểm nghỉ việc, anh vô tình đi Vĩnh Long và gặp mặt một người anh làm nghề nuôi ruồi, và tính từ lúc đó anh bước đầu mua giống, mua trứng và nhân ra để nuôi. Đến thời điểm hiện tại đã được 6 tháng. Khi biết tôi bỏ nghề kỹ sư về nuôi ruồi, ba mẹ tôi cũng buồn, cũng chính vì ở quê mọi người rất quan trọng chuyện học xong xuôi ra trường làm văn phòng hoặc những quá trình ổn định, nhưng cá thể tôi lại thích làm về nông nghiệp. Mỗi trứng ruồi được xuất kho với giá 20 triệu Việt Nam đồng, mỗi tháng sẽ sở hữu được khoảng 4kg trứng tương ứng với số tiền 80 triệu đồng tháng, anh Cảnh tâm sự. Loại ruồi lính đen đưa về hàng chục triệu Việt Nam đồng mỗi tháng. Hợp tác cùng với anh Cảnh là anh Nguyễn Nhu, cũng từng là kỹ sư điện. Anh Nhu cho biết, trong quá trình triển khai mô hình nuôi ruồi lính đen, quy trình khó nhất là cho ruồi sinh sản trứng. Công đoạn này yêu cầu người nuôi phải đáp ứng được đương kim ánh sáng xuất sắc nhưng phải mát mẻ, hướng đông lấy ánh sáng sớm, hướng tây che chắn không để nắng chiều chiếu vào. Bên cạnh đó phải cung ứng nước uống, thùng mùi phải tương xứng. Cụ thể, tương xứng ở đâu là còn nếu như không hôi thì ruồi không chịu đến đẻ, còn hôi quá thì sẽ tác động đến môi trường xung quanh. Ruồi lính đen sẽ sở hữu được hai giai đoạn, đó là giai đoạn nhộng và giai đoạn ruồi. Ở giai đoạn nhộng, người nuôi phải lấy trứng về ấp thành nhộng và nuôi khoảng hơn 20 ngày, khi đó nhộng sẽ quá đen, đóng kén lại và nở thành ruồi. Dòng đời của loài này rất ngắn, chỉ sống được từ 7-10 ngày, sau thời điểm đẻ xong xuôi sẽ chết, khi đó người nuôi lại lấy trứng ra để ấp thành con nhộng mới và tiếp dòng đời như vậy. Đây cũng là một trong số những khó khăn của người nuôi, bởi còn nếu như không nắm rõ được kỹ thuật thì rất có thể làm hỏng ấp trùng trong tầm đời sinh trưởng. Công dụng của ruồi lính đen là cung ứng chất đạm cho vật nuôi, còn khi trở thành ruồi được dùng làm mồi cho chim yến. Ngoài ra, ở giai đoạn nhộng thì ruồi lính đen xử lý được rác thải hữu cơ rất đa dạng, đó là biến rác thải thành phân hữu cơ di sinh hữu ích cho cây trồng. Mỗi tuần, trại ruồi của anh Cảnh và anh Nhu cho ra thị trường khoảng 1kg trứng, tương đương với 3-4 tấn sâu, chủ yếu cung ứng cho những trang trại heo, gà, chim cút và bò. Bên cạnh đó, mô hình của anh còn bán ấn trùng cho những đối tác doanh nghiệp nuôi tôm. Trong tương lai, anh Cảnh sẽ mở rộng trang trại với quy mô lớn hơn. Ban đầu, tôi đặt phương châm là nuôi đủ số nhộng để mang trứng, được khoảng 2 lạng trứng ruồi một ngày. Thời điểm hiện tại, tôi đã có 2 nhà nuôi ruồi và từng ngày thu được khoảng 150 giờ trứng tùy vào thức ăn và người chăm sóc. Mục tiêu của tôi chỉ sản xuất và cung ứng trứng cho tất cả những người dân để nhân giống, còn nhộng với sâu thì chưa bán, anh Cảnh thông tin. Một số hình ảnh về trang trại và quy trình nuôi ruồi lính đen của hai chàng kỹ sư chính. Mô hình xây dựng trại nuôi sâu canxi ấn trùng ruồi lính đen, cạnh ao làm thức ăn cho cá nóc, cá cắt lát. Nhà màng nhà lưới ứng dụng nuôi ruồi lính đen. Ruồi lính đen sau thời điểm nở. Ấp trứng ruồi lính đen. Tận dụng nguồn thức ăn miễn phí phế thải trong phòng máy nuôi sâu canxi. Ngoài ra cũng tận dụng nguồn phiền đậu từ những lò đậu hũ để nuôi ấp trùng ruồi lính đen. Ấp trùng ruồi lính đen ăn nguồn phiền gạo bột gạo phế phẩm từ lò chế biến bún, miến. Thu gom sâu canxi sạc thành phẩm trong những loại thức ăn nhuyễn như bùn phiền đậu, bùn phiền gạo. Trứng ruồi trong 2-4 ngày sẽ nở thành sâu canxi.
quy đóng gói trứng ruồi lính đen gửi người sử dụng ở gần. Quy đóng gói trứng ấn trùng ruồi lính đen vận chuyển đi xa rất có thể vận chuyển toàn quốc.